cặp mực giá bưởi và cam sành luôn á quý vị. Đây giá bưởi 63.900 ha, 64.000 và như 64.000, cam sành là 23.000, 22.000, 21.900. Rồi bưởi đây quý vị. Và là bưởi da xanh nè, vô trái như thế này luôn rồi. Rồi, đây cam sành nè, 41.000. Rồi sầu riêng đây quý vị ơi, hiện tại sầu riêng ghi 6 hiện tại trong siêu thị nha. Đây bảy mươi bảy ngàn năm trăm đó quý vị, thấy không? Nếu quý vị vô đây 77.500 mà mình lại vừa bữa hổm mình chia sẻ quý vị, rồi lại vừa nó chỉ có 50 thôi ha, thì nó nghệ hơn, rẻ hơn. Rồi hiện tại là cam sành của mình giá là 35.000. Bức đường 52 cái gì. Cái này bưởi năm rồi 36.000. Đây là chanh, chanh chanh dây nha. Chanh dây như 25.000 ký không quý vị. Dưa hấu bột đỏ 12.500. Đây là rau cải, đây là những cái hạt giống. Rất là nhiều hạt giống bán ở đây luôn quý vị. Và táo nè. Táo 69.000 nha. Táo xanh là 70. Đây là xoài tứ quý luôn nha. Chơm mặn này. Xoài cắt chù. Này là xoài cát quả lọc và xoài tứ quý. Đây là ổi. Này là dưa lê.
chi lưới. Này là dưa gan này quý vị. Đó, trái dài ghê không? Dưa hấu vàng nha. Dưa chị mày nó có gì? Có lần chị mua bơ bự bên ngoài này tới 100.000 đúng. Chị mua tới 100.000 luôn đó. Nhưng mà chị ăn chị mập chị ăn nữa. Em ăn bơ. Chị ăn trời tình em phải đây gì? Khi em làm sinh tố. Anh hát này có 40.000. Ở nhà có hỏi cho em bọc cả 2 kg đó. Còn có 40.000. Còn có cái mắm. Nhưng mà đó cầm trái lá cho em đi. Cái bơ sáp này trái này cũng dài vậy. Đây cái này giống nhau. Chị ăn bơ tà nung chưa? Không, em biết bơ đó. Quê chị ở ngoài Đà Lạt ăn bơ tà nung là không có cục cộng sơ luôn. Em gặp bơ nào em mua bơ đó. Bơ ủa bơ lựa trái à, sao ngon chứ chị? À, không biết lựa đại đi không biết. Cái con biết em lấy đại. À lấy đại đi. Chứ cho bơ ở đây thì không biết. Về Đà Lạt mới biết. Ở đây. Ở đây khi ở đây có trồng được nữa, bỏ gì không biết bọn trồng. Thôi mình đem đi ra Đà Lạt, mình đem ra Đà Lạt mình mới biết. Còn cứng cho nên cưng cưng ngắt không được, không kêu. Nó không có sột sột. Cái này chín lắc kêu là chín rồi nè. Đó, cái nào lắc kêu là nó chín. À, đó, nên tay. Lấy cái này đi. Đây cái đầu này là ít hột. Chưa. À, chị mà mua một trái. Mà lắc thổi lắc kêu lắc cái lắc. Đúng rồi, em sẽ phiên tố mà. Ừ, phiên tố đó. Miếng xé nào mềm tay cái vừa ăn liền cái đó. Ừ. Cái này chưa ăn liền được. Không có cái nào mềm tay. Mốt nè. Ở đứa cho nè. Mốt nè. Đây. À. Đây, tôi mua đồ cho con nhé. Ừ. Này không lấy ok. Bữa ăn. Đó con đó. Cái này có ăn. Ừ. Cái này gì mời ăn chứ cũng ăn liền. Con này để ba trái hết. Coi cho nào chín đâu. Nó có chín. Ba ơi. 40. Cái này chín rồi nè. À chín nè. Ồ, chín này nè bu. Chín này nè. Nêm nêm tay nè. Vậy ăn liền. Ê. Còn bóp. Giờ biết bao lâu rồi. Đó chị ăn liền được. Ừ. Hai cho đó. Đi con xuống xuống. Cái này ăn nốt rồi. Đây phải không?